Sáng nay, các thành viên sẽ có một chuyến dã ngoại bên ngoài khu du lịch Dumfries. Anh Hưng, mấy giờ sáng anh tới nơi vậy? Mấy giờ sáng anh tới? 4 giờ sáng anh tới. 4 giờ hả? Ủa sáng nay hết đi đâu hả? Hết rồi anh. Ủa? Nhanh vậy? Ờ, em bị ít mà. Ủa, anh nhớ 15 ngày mà. No, 4 ngày là bong rồi. Tối nay anh Na tỏ tình với Vi. À đúng rồi, tối nay tỏ tình với Tuấn rồi. Tối nay em với anh Na tỏ tình với mọi người. Phú tỏ tình với Tuấn rồi các kiểu à. Em với chị tỏ tình với nhau, một cái giường. Ngủ. Ngủ quá. Mấy đêm rồi mà. Chiếc xe hồng để đưa các thành viên đến một nơi có cảnh vật hoang sơ, hữu tình, phù hợp cho những cuộc hẹn hò. Đứng đây thôi, đứng đây thôi. Đợi xe qua đi. Xe qua đây này. Ờ hả? Tiền, nói nghe coi Tiền. Sao? Ủa, em đó. Có yêu anh không? Ờ, em buồn người ta. Em có yêu anh không? Anh có làm gì đâu đúng không? Em có yêu anh không? Anh có làm gì đâu. Hợp lý ha. Bây giờ em có yêu anh không? Em nhảy xuống luôn cho anh, em nhảy. Có, nhảy xuống luôn hả? Ờ, vậy đi. Thấy nó hay mày. Có yêu anh không? Thôi thôi. Trong khung cảnh lãng mạn này, ai sẽ chọn ai cho cuộc hẹn cuối cùng? Giờ ra mà. Đọc đi. Anh Vũ. Vũ chọn cho anh Vũ chọn đó. Dạ. Anh Vũ chọn đó. Vũ chọn á. Vũ chọn đi Hưng. Cái ai không biết. Thôi anh chọn tiếp đi. Trời ơi, anh bữa giờ em chưa ai kia chọn đi. Anh bước qua đây rồi chọn ai nữa, mọi người cũng đâu có cho mình chọn. Đây, đây. Đây là chọn cái em ai cũng được. Trong cuộc hẹn cuối cùng này, tâm trạng của các cặp đôi thật sự rất khác nhau. Với Anna, Tuấn luôn tỏ ra là một chàng trai ga lăng. Anh thấy em mỗi lần bắt được ánh mắt anh đúng không? Anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng mắt em quá 5 giây. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Anh... Nhìn quá 5 giây là yêu quá. Đỏ rồi kìa. Đỏ rồi. Anh sao vậy hơi kỳ vậy? Hay không phải đâu, do mới ô á. Trời nắng. Ô đỏ hả? Đúng rồi, cái mặt nó đỏ vậy á. Hỏi đâu trời nắng xong là cái máu dồn lên đỏ. Anh đâu mà dồn cái tay luôn. Nói là nóng không? Cảm thấy cảm giác nóng. Nóng lên trong một cái xong rồi nó cái gì đó trong bụng nó trời. Anh đang bị say nắng. Say nắng. Nắng đâu anh? Nắng này nè. Đâu vậy? Nãy giờ nắng nó chiếu từ cây xuống. Em có chị mà hồi sớm em một hồi nó nhảy xuống suối tắm luôn vậy. Tôi biết về với Tiên có kể gì với em không? Hai đứa không nói gì luôn, ngủ luôn á. Không nói gì luôn. Hai đứa cứ nghĩ là về từ bữa đến giờ em chị ở nhau. À. Không tâm sự gì là thôi tới tâm sự đi rồi về hai đứa mỗi đứa một góc ngủ. Nằm xuống là ngủ luôn á. Xong rồi sáng ra kêu Tiên tính ra tối em chị không nói gì luôn á. Khùng ghê. Không có gì để nói. Tội với Tiên quá à, hôm qua. Qua sao? Thích An mà thích An tỏ tình với Thích Anh An, muốn tỏ tình với anh An. Ờ, thích An tỏ tình với anh. Thật thấy căng quá, mọi chuyện căng quá. Trời ơi, nên đâm ra là thôi luôn. Kêu em rối bời quá anh. Vậy hả? Xong rồi sao? Sao đâu? Nói sao? Thì ngồi ăn ủi đó thôi. Anh sẽ nói tất cả ra những gì mà anh nghĩ về em. Nói chung anh tôn trọng ý kiến của em và các suy nghĩ của em. Những gì anh muốn nói thì anh đã nói cho nó tóm gọn nhất rồi. Còn em có nghĩ như nào thì quyết định như nào thì anh vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của em. Anh bị cái dở, có nghĩa là bình thường thoải mái rất là
hoặc ngon. Nhưng mà không nghĩ sao khi mà anh vào cái tình cảm mà đó thì anh lại, nói chung là anh hơi bị lúng túng, nghĩa là anh không biết phải sắp xếp những trình tự như thế nào để nói chuyện với em cho nó hợp lý. Nhưng mà anh truyền tải như nãy giờ thì anh cũng nghĩ là chắc là em cũng biết là anh như thế nào với em không, và anh cũng đang khúc mắc chuyện gì với ai. Nhưng mà cho nói thêm câu nữa, nếu như ngày cuối cùng ngày hôm nay em quyết định là sẽ ngồi ngồi lời với anh không? Không, em sự mà nói chưa bao giờ có ý định ngỏ lời với anh, thì em không phải là một người chủ động nữa. Nhưng mà em cũng sao cũng không ngỏ lời với anh đâu. Em sẽ không ngỏ lời với anh, là em muốn người con trai em chủ động với em. Bảy ngày không đủ đúng. Thời gian để cho anh phải cảm nhận thích hoặc yêu ai đó. Ừ. Nhưng nó sẽ đủ để cho anh phải cảm nhận là người ta có những nét tương đồng với anh. Và anh sẽ quan sát và có thái độ của người đó như thế nào. Nếu như mà người ta gọi là cởi mở thì có một cái thời gian rất là dài ở Sài Gòn để có thể tìm hiểu nhau. Chứ anh không muốn là trong 7 ngày mà nói tôi anh yêu em lại gì đó, thì anh không muốn như vậy. Nhưng mà cá nhân của anh thôi, thì anh không biết là những người con trai khác họ có thích em hay yêu em thì họ có tỏ tình trong ngày hôm nay hay không. Nhưng mà thật sự là tối qua anh thức, anh suy nghĩ rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Tại vì có xe ô che nắng dẫn mát đường anh nha. Em đi căng quá, quê căng quá. Khác với các cặp đôi khác, cuộc gặp của Phú và Sê có vẻ không nghiêm túc chút nào. Sẹo tướng cặp đôi gần. Thiệt luôn em không phải. Nghĩ sao không phải vậy? Thôi mà, cuối chương trình rồi. Thế em nói thề, em nói láo, chịu gì cũng chịu. Anh thì không. Sao tối nay có tỏ tình với em không? Để anh mượn rượu để thiệt mà. Trời ơi, những điều nói ra vốn khó. À thì mà là anh đã kết em rồi đó, nó đều làm chó. Tối nay mượn chai rượu để tỏ tình nha. Chai rượu ở đâu? Thì mượn rượu để tỏ tình á. Say say vô tỏ tình. Đúng rồi. Chứ bây giờ mới say, sạp xạo mà. Nó chơi cặp đôi bí ẩn thì kệ, không quan tâm. Cũng kệ người ta. Ai cũng trong cho cặp đôi đó được cái chuyến du lịch. Ừ. Em với anh là ai? Em với Tuấn. Vẫn khẳng định. Vẫn khẳng định em với Tuấn. Anh nói chung là anh cũng có cảm tình với em cho nên anh cũng muốn em với Tuấn có một được. Ủa mất mới gì anh? Anh với Tuấn là bạn cùng giường 6 ngày nay rồi. Với lại lát nữa lên xe là 7 ngày. Thì trời anh đàn ông gì kỳ vậy? Không thì mình không tranh đấu nhau hả? Anh không có ý chí quyết tâm như vậy. Làm thất vọng quá nè. Thất vọng quá. Thiệt chứ. Mong đợi mà thất vọng quá. Sao thích em không? Nói một lời thôi nè, ngày cuối nha. Ừ. Sao nói thiệt đi. Ai anh cũng thích mà. Nói thiệt. Đừng... Anh đang nói thiệt mà thật luôn á. Thiệt á hả? Ai anh cũng có cảm tình. Ai nhiều hơn? Ai cũng có cảm tình. Ai nhiều hơn? Em với bé Tiên là nhiều hơn hai người. Rồi em với Tiên khác như nhau như thế nào? Nhiều đến như thế nào? Khác cái gì? Khác về tính cách nữa? Không. Quý khác nhau như thế nào? Thì bé Tiên thì kiểu càng ngày em thấy càng dễ thương, đúng không? Giỡn rồi vui. Nó nói ra là anh mắc cười. Nhưng mà có ấn tượng đặc biệt không? Ấn tượng đặc biệt hả? Ấn tượng đặc biệt. Có muốn tìm hiểu sâu xa hay gì không? Anh đang nghiêm túc nha. Đừng để em giỡn nha. Giỡn hay nghiêm túc? Nghiêm túc hả? Là em muốn anh có tỏ tình không? Muốn đúng không? Ủa đó là em muốn, nhưng mà anh có vấn đề là anh có như thế nào không? Anh có chấp nhận hay là anh có làm sao thích thú gì không hay là sao chứ, tận để ép buộc không được. Ép buộc gì đâu, không được. Gì? Làm sao mà ép buộc được anh được? Ừ thì đó, làm sao ép buộc anh được đó, đúng không? Cảm giác bây giờ của anh như thế nào? Vui. Vì anh đã... Vui mà cái vui, tại vì anh đã... Không có vui đâu.
anh đã cởi mở hết tất cả những gì anh trả lòng với em rồi. Cảm xúc của anh trong những ngày qua, anh nói thật á, là cảm xúc của anh, nếu như mà chương trình cho anh tự do hẹn hò hết á, thì anh chỉ muốn chọn em để hẹn hò thôi. Và anh luôn muốn chủ động để anh được hẹn hò với em. Nhưng mà anh cũng chả hiểu sao khi mà đứng trước một cái sự quyết định như vậy á, thì anh lại nhát. Anh có thể sau khi chương trình nói ở kết thúc, các bạn được tự do tìm hiểu, có thể chạy qua nắm tay em, anh sẽ giật em. Nhưng mà anh không hiểu sao thì anh lại khựng lại và anh không thể nào làm được. Có nghĩa là anh cũng không biết là cảm xúc của mình tại sao lại như vậy nữa. Nó anh cũng biết diễn tả hay sao nữa. Anh muốn Tuấn tỏ tình với Anna, nhưng mà Tuấn đang bị ngập ngừng. Tuấn làm sao? Đang bị ngập ngừng. Tuấn làm sao? Thì ngập ngừng thôi. Bật lên chị. Này đâu phải là để yêu đâu, này là để mình rồi tìm hiểu sau này thôi. Nhưng mà mình cho em một cơ hội thôi. Nhưng mà vẫn ngập ngừng, hiểu không? Để coi sau cuộc nói chuyện này tối nay có không. Nếu như á mà cho anh được phép tìm hiểu thì người tìm hiểu chắc là anh sẽ chọn em. Anh chọn em, người đến anh tìm hiểu trong quá trình khi mà mình kết thúc được chương trình lớp hao. Và nếu như em cho anh một cơ hội để về Sài Gòn để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Còn nếu như mà em không còn phải trả lời, có nghĩa là anh đang nói thôi. Còn nếu em không đồng ý của ông sao, mà em đồng ý thì anh vui, nếu không đồng ý của ông sao. Nhưng mà anh không muốn biết câu trả lời liền ngay bây giờ. Ok, anh chỉ nói cảm xúc của mình thôi. Nhưng mà anh muốn biết cái câu trả lời đó trong tối nay. Anh nghĩ là anh Tuấn cũng thật lòng, nhưng mà anh cảm thấy anh ấy chứ phải là mẫu người đàn ông mà anh sẽ chọn để đi sâu hơn. Mượn cơ hội nói nha. Thì nói thôi chứ nói gì. Dắt qua Campuchia mà bán thận cho nha. Chắc bán ngày không được giá đâu. Không được giá luôn hả? Ừ. Thế sao vậy? Để xài. Được, con này chịu. Được, tao thánh được. Được, trời ơi, đẩy vô có một câu này đó. Trời ơi, tôi chết với ông rồi quá. Hẹn nhau là 5 lần rồi mà lần này thì anh Phúc vẫn chọn C. Chắc là có duyên thôi.
mà kiểu cũng đã thính anh Phú nhiều lắm, anh Phú tưởng sẽ giỡn không à. Không biết sao, không biết anh Phú có cảm nhận gì với Xê hay không, hay là có muốn hẹn hò, muốn tìm hiểu sâu về Xê hay không thì cũng chưa chắc được. Tối anh Thi nhắn em quá trời. Thi à? Ừ. Nhắn tin à? Ừ. Kia nè, dưới thác suối, trời ơi, nghĩ sao giờ em xuống đó em sợ chết được. Thì mọi người đi kiếm mà, tới mấy sáng mọi người đi kiếm. Rồi sao? Rồi cuối cùng cũng kiếm được. Ở đâu? Ở dưới suối. Em không có vui với anh từ sáng giờ mà. Tôi còn chả biết. Trong đêm hôm ấy, khi các thành viên còn đang say ngủ, Thi và Vi lại có thêm một cuộc gặp bí mật. Sao anh lấy điện thoại anh kiểm tra tin nhắn là sao? Thì ý là em muốn nói gì, em nói đi. Từ từ là trả lời. Anh thấy em xuống rồi. Em thấy em vui. Có nghĩa là em thấy em vui. Anh đứng ngoài nhìn mà đứng ở cơ sở nhìn mà thấy vui. Anh cũng không biết cái nghĩ gì. Nếu mà đã biết mọi người, thí dụ anh nói với em nghe. Ngay cả anh A, ngay cả C, anh vẫn đó là một sự đánh lạc hướng thôi. Em có thấy là anh cứ ngồi căm 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 mà mãi một đứa không? Hay là căm căm mà một người không? Không. Anh chỉ gọi là tỏ vẻ ra thoải mái với khi họ đi bắt cặp với anh. Chứ bình thường ở chơi chung anh sẽ không bao giờ bắt cặp, anh sẽ không thân mật như vậy. Thì anh nói với em điều đó là... Đó. Ủa tại sao em cứ ngồi chung tốt là sao? Ủa, đơn giản chiều nay em đang cặp với Tính rồi. Ủa? Bây giờ lúc mà đi ăn có ngồi chung đó, lúc nào cũng ngồi đó. Tại vì đơn giản là em biết là anh không thích như vậy. Có nghĩa là em tiết chế một xíu. Nhưng mà em nói với anh, có phải là chúng ta đang cho nhau một cái quyền tự do không? Nhưng mà anh nói đi. Có phải là chúng ta đang cho nhau một cái quyền tự do? Vậy là em thích im. Vậy là im. Em thích Tuấn rồi đó. Em thích im. Tuấn rồi đó. Im. Anh rất mịch sự, mất lịch sự luôn á. Có phải là chúng ta đã nói với nhau là cho nhau sự tự do nhất định để cả hai chơi hết mình? Không, anh nói là chơi hết mình thôi. Im. Anh nói là chơi hết mình thôi. Em không có chuyện nhanh nữa nha. Ý là anh nói là chơi hết mình thôi. Anh ngồi nói đi. Nói đi. Chơi hết mình. Chơi thật với cảm xúc của mình. Để làm gì? Cuối chương trình mình thử thách tình cảm của mình, đúng chưa? Nếu anh không chơi hết mình, anh thử thách cái gì ở đây? Thật sự em với anh có quyết định như thế không nhân? Cái chuyện này không vượt qua được. Thì khi mà cưới nhau về, còn hàng tá những chuyện nó còn nan giải hơn như vậy, giải quyết sao? Tới lúc đó cưới nhau về rồi như gì vậy? Ủa nhưng mà cái này là cảm xúc thật của em mà. Cảm xúc thật của em mà. Rồi em ra ngoài em có cảm xúc thật với người khác rồi sao? Ví dụ là cái vấn đề là trò chơi, ok, vẫn chấp nhận rồi ra ngoài. Đó là cảm xúc thật thì sao? Em đã, ví dụ em đã có chồng mà cảm xúc thật của em là sao? Em hỏi anh nè. Em hỏi anh nha. Nếu ngày mai công bố cặp đôi, em và Tuấn không có chuyện gì xảy ra thì sao? Ủa nhưng cái chuyện xảy ra hay không xảy ra, em hiểu không? Cái vấn đề là anh thường thật nói với em là có phải là bây giờ Tuấn có tình cảm với em và em có một chút gì đó và em cứ đu mãi không? Em cứ đu sao là em cứ đu với Tuấn hoài mà mặc dù anh đã nói vậy rồi, anh chưa biết vậy thôi. Đơn giản là ngoài Tuấn ra đi với bốn người còn lại em không có cảm giác thoải mái, được chưa? Anh đang khi dễ đó, thái độ là đang khi dễ đó. Nói đi. Thì nói đi thì anh có quyền ấy. Giống như bây giờ em hỏi anh. Thì ok nói đi. Trong khoảng thời gian quen nhau 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm cưới nhau, anh có chắc là chưa bao giờ anh say nắng một ai? Có nghĩa là em đang say nắng Tuấn. Ok em chấp nhận.
Đây, đây, đây. Em đang thấy nắng quá. Thái độ của anh vậy là sao? Em đang say nắng. Thì sao? Em say nắng với Tuấn. Trời ơi, thật sự trong cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ như vậy lắm Huy. Anh thua. Anh thua. Anh thua. Anh thua. Đừng nói, đừng nói, đừng nói chọn anh hay không chọn anh. Em không có nói cái chuyện chọn hay không chọn. Tại vì anh nói là anh thua. Anh cố gắng thay đổi từng ngày. Có nghĩa là anh thua. Em nói em đang bắt một cái chỗ đó. Không không, thật sự anh là vì em thương anh thôi. Vì em thương anh rồi nè. Vì thật sự cái cảm xúc biết em mang tâm tự là cuộc chơi, nó khác với anh mang tâm tự. Anh không nghĩ là em có cảm tình. Vì mà anh có biết là tại sao em có cảm tình với Tuấn không? Xuất phát từ anh đó, xuất phát từ anh đó. Cái ngày đầu tiên cho Bảo Lộc, khi mà Tuấn và Anna gây nhau, em thật sự không thích Tuấn như nào, không thích một tí nào. Tại vì cái đó cũng là cái em không thích ở anh. Nhưng sau đó em thích sự lỗi của Tuấn hoàn toàn khác anh. Tuấn biết lắng nghe và tiếp thu hơn. Thật sự với em á, anh nói vì có chút tất cả với mày, tất cả biết bao nhiêu người có thể xem cái này. Đúng, trước giờ anh quen với em, anh chưa bao giờ đúng một chuyện gì hết. Anh rất hay lăng nhăng cái này, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Thật sự là những cái mà anh lăng nhăng này, anh biết, anh sai. Và nói câu này nè, chứ là chưa qua được. Chứ là chưa qua được. Chẳng có cảm tình gì hết. Thật sự chuyện cảm tình đó, đó với anh nó rất là nặng. Cảm tình chứ, nó rất là nặng. Anh có biết là những lúc mà anh lăng nhăng á, khi anh thật sự luôn á, là anh có đang muốn cho em nói hay không? Em cứ nói đi, thật sự anh không biết sao luôn. Thật sự anh bây giờ anh chỉ nghĩ là thì anh không biết nghĩ cái gì luôn á. Anh không biết thật sự. Những cái lúc anh lăng nhăng á, khi em hỏi anh chọn ai, em cho anh một quyết định, anh nói anh chọn em. Nếu em là anh, hay chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Chia tay từ lâu. Anh không nghĩ là em, anh không nghĩ là em có cảm tình luôn á. Anh không nghĩ luôn á. Đơn giản một chuyện, chắc chắn 10 năm trong đó sẽ có lúc em. Em nói đi, thật sự anh không biết phải bây giờ làm. Sẽ có lúc em yếu lòng, tại vì đơn giản khi mà ủa, em đang. Không, anh xin lỗi em, anh xin lỗi thật sự luôn á. Ôi, đây là cuộc chơi mà em. Khi em đang bức xúc với anh về một vấn đề đó, mà gặp một người có thể giải tỏa được bức xúc của em và cho họ thấy họ khác với anh những ở điểm đó. Anh không muốn có sự cảm tình đó. Anh không có quyền. Anh không có quyền muốn hay không. Ok. Cái đó là cảm xúc của riêng mỗi người mà. Bây giờ vấn đề ví dụ như anh lăng nhăng ở ngoài, có phải là vấn đề em thiếu không? Anh hay là vấn đề là nhu cầu của anh? Nhu cầu. Nhu cầu. Cái đó còn tệ hơn nữa Thi. Anh nói rồi Vy. Anh chỉ nói rồi. Anh trả lại anh. Anh trả về Sài Gòn em sẽ trả anh. Anh thấy đâu.
có một cái sự nhường nhịn giữa hai người, cái sự cảm thông giữa hai người, hiểu nhau. Đừng ai coi trọng cái tôi của mình nhiều quá. Và cũng đừng ai hạ thấp cái tôi của mình vì đối phương nhiều quá, thì cái đó nó không tốt. Nếu mà quen nhau một thời gian dài thì một trong hai sẽ cảm thấy bị mệt mỏi và cảm thấy bị áp lực. Ngày cuối cùng của Love House Series 8 đã đến. Phú và C tỏ ra rất hợp nhau khi đùa giỡn, còn trong tình yêu thì họ có hợp nhau chăng? Tiên và Anna đã rất buồn khi An rời chương trình. Hưng đã quay lại, nhưng anh có thể thay thế được An trong lòng Tiên chăng? Tuấn rất cố gắng chinh phục Anna, liệu anh có thành công? Cặp đôi TV đang đứng trên bờ tan vỡ, thì sẽ phải làm thế nào để cứu vãn cuộc tình này? Tập cuối cùng của Love House Series 8 phát sóng vào tuần sau. Mời các bạn đón xem. Tất cả sẽ có trong tập cuối cùng của Love House Series 8 phát sóng vào tuần sau. Mời các bạn đón xem.